rất là nhiều ấy. Ừ, mình mua rất là nhiều sản phẩm nhà cơ sở sản xuất của nhà Tám Tùng. Nói chung là sản phẩm nhà rất rất chất lượng và giá cả thì hợp lý, phải chăng, nói chung là rất là tốt. Vâng, nhà mình mua rất nhiều. Đây là lời cảm nhận bác nhé. Vâng, chắc cảm ơn bạn. Vâng. Đối với Tùng Tám xin kính chào bác nhé. Hiện tại đang là buổi chiều những ngày cuối năm năm 2021 thì chúng tôi đã vừa làm bàn giao là nhìn nhà bác diện, bác tên là gì bác nhỉ? Bác Diện Trang ở tại xã Điêu Lương, Cẩm Khê, Phú Thọ. Một bộ bàn ghế phòng khách đây, bộ tế tần để hoàng chất liệu gỗ hương. Hiện tại chúng tôi vừa kê cũng vừa bàn giao vào cho cái gia đình và không gian phòng khách của nhà bác đây. Đây, 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 đây. Đây bác chủ nhà đây, bác Diện vị nhá. Một khách hàng rất là quen thuộc, cũng là mua sắm rất là nhiều cái sản phẩm ở bên xưởng chúng tôi. Bảo là tiền thì rất là nhiều. Thành vị nhá, đây là bác Diện. À đây là khu mấy Điêu Lương bác? Khu 2 Điêu Lương. Khu 2 Điêu Lương Cẩm Khê, Phú Thọ. Bộ bàn sản phẩm này thì bao gồm có là 6 món. À, bao gồm có một chiếc đoản dài này, hai chiếc ghế ngắn này, một chiếc bàn và hai chiếc đôn. Quý vị nào có nhu cầu thì cũng liên hệ trực tiếp tới bên xưởng đồ gỗ Tùng Tám nhé. Tôi có địa chỉ tại Văn Khúc, Cẩm Khê, Phú Thọ và số điện thoại là 0987 51086. Hiện tại hôm nay là ngày 17 tháng 1 năm 2021 dương lịch, cũng như là những ngày cuối năm âm lịch rồi. Chiếc ghế nhỏ này, toàn bộ sản phẩm là hàng là yếm liền. À, đây là bác Diện quý vị này. Thì cháu xin luôn bác ý kiến là, thì bác là đã mua rất là nhiều sản phẩm bên xưởng bác nhỉ? Rất là nhiều ấy. Vâng. Ừ, mình mua rất là nhiều sản phẩm nhà cơ sở sản xuất của nhà Tám Tùng. Nói chung là sản phẩm nhà rất rất chất lượng và giá cả thì hợp lý. Vâng, thì phải chăng, nói chung là rất là tốt. Vâng, nhà mình mua rất nhiều. Đây là lời cảm nhận bác nhé. Vâng, cảm ơn bạn. Vâng. Okay, mọi người nhá, mọi người một chút thời gian đã xem thấy clip này và nhớ đúng đăng ký kênh để theo dõi những sản phẩm khác của tôi.